Mua hạt 9.000 đồng hên xui chỉ có tại shop LW.net. Rồi, ok, hello game, mời xem đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì sẽ lại tiếp tục với chuyên mục phạ. Và lần này, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến một cái vụ án nó là vô cùng gay cấn. Đây gọi là cái vụ án gọi là câu đố thử tài thắng tử, vụ án kẻ bắt cóc. Tại sao mình lại chọn cái vụ án này đầu tiên? Bởi lẽ là vụ án này sẽ là sự tham gia của ba nhân vật chính, trong đó là với ba em gái xinh em ạ. Để xem là ai sẽ là kẻ bắt cóc trong cái vụ án lần này và tại sao em gái xinh đấy lại đi bắt cóc. Rồi, sau đây là vụ án này. Theo lệnh của cấp trên, vào một buổi sáng, cảnh sát bất ngờ đột nhập vào một ngôi nhà cách xa thị trấn. Ok. Theo điều tra thì ngôi nhà này chính là xào huyệt của bọn bắt cóc và kẻ cầm đầu là một phụ nữ. Là một phụ nữ nhá. Căng lắm đấy. Đây. Khi cảnh sát xông vào nhà thì họ chỉ thấy có ba người phụ nữ bị nhốt trong một căn phòng. À, ôi. Xì top một chút nè. À, để đánh giá qua về ba em này thì nếu như mà hợp với gu mình nhất ấy sẽ là em tóc đen này. Bởi lẽ mình thích tóc đen, mình thích một cái sự gọi là truyền thống. Đấy. Chứ còn mấy em này trông hơi tây quá, em tóc đen này là ok nhất. Nhưng mà dù sao thì cả ba em đều ngoan. Rồi, xem tiếp. Cả ba người phụ nữ đều nói mình là nạn nhân của bọn bắt cóc. Ok. Nhưng vì kẻ cầm đầu là nữ, có thể cô ta đã giả dạng thành nạn nhân bị bắt cóc để hòng thoát thân. Cảnh sát tiến hành thẩm vấn ba cô gái, từng cô lần lượt trả lời. Để xem là trả lời gì đây. Tôi tên là Yến. Tôi bị nhốt ở đây đã được một tháng. Tôi bị bọn chúng bắt cóc khi đang trên đường từ nơi làm việc trở về nhà của mình. Ok. Cũng có lý phết. Tôi tên là Trâm. Trâm Anh. Tôi bị nhốt ở đây đã được 2 tháng. Chúng đang định bán tôi ra nước ngoài. Càng. Tôi là Lan Ca Ve. Tôi bị nhốt ở đây đã được 3 tháng. Cũng may là nhờ có các anh mà chúng tôi mới có thể thoát được. Cảm ơn các anh nhiều. Sau khi nghe xong, cảnh sát lập tức bắt ngay kẻ cầm đầu đã giả dạng thành nạn nhân. Theo bạn, thì trong ba cô gái này, ai là kẻ giả dạng? Đầu tiên là chắc là chúng ta sẽ phải quay lại cái lời thoại của từng em một. Đầu tiên sẽ em Lan Ca Ve trước nhé. Tôi tên là Lan. Tôi đã bị nhốt ở đây đã được 3 tháng rồi. Cũng may là nhờ có các anh mà chúng tôi mới có thể thoát được. Cảm ơn các anh nhiều lắm. Cảnh sát đến. Tại sao mà lại mình nó thật đấy, ở trong vụ án này khoai đấy. Tôi bị nhốt ở đây đã được 3 tháng rồi. Để xem là tôi tên là Trâm. Tôi bị nhốt ở đây đã được 2 tháng. Chúng đang định bán tôi ra nước ngoài. Căng đấy, còn em đầu tiên xem nào. Tôi tên là Yến. Tôi bị nhốt ở đây đã được 1 tháng. Tôi bị bọn chúng bắt cóc khi đang trên đường từ nơi làm việc trở về nhà của mình. Và chả hiểu sao bị bắt cóc rồi mà vẫn có đồ mà kiểu mặc đẹp vãi cả trưởng ra, đúng không? Rồi bây giờ xem lại nào. Xem lại từ lời khai của từng em một. Đầu tiên là em này, đúng không? Em Lan tóc đen. Và tiếp theo là đến em Trâm. Em Trâm tóc vàng. Còn em Yến này thì cũng tóc vàng. À, nhưng mà nếu mà anh em để ý nhé, đây là mình vừa phát hiện ra này. Đây này, có một sự khác biệt giữa em Trâm và em Yến nhé. Cả hai anh em có thể để ý là đều là tóc vàng đúng không? Nhưng mà anh em hãy nhìn vào em Trâm kỹ hơn này. Em Trâm trên đầu, cái đoạn đúm đúm ở giữa này, nó có màu đen đúng không? Cái điều này khẳng định là gì? Khi mà đã bị nhốt ở đây một thời gian nhiều rồi, tóc của chúng ta ấy, ngày nào cũng phải dài ra. Kể cả con gái lẫn con trai thì dễ nhận biết hơn, tại vì con trai để tóc ngắn. Có con gái tóc đã dài sẵn rồi nhưng mà kiểu gì nó vẫn dài ra, tức là khi mà tóc nhuộm vàng ấy, đúng không, tóc nhuộm thì nó sẽ có hiện tượng như này. Khi mà tóc dài ra thì cái tóc màu đen ấy nó sẽ dài ra và nó sẽ đẩy những cái cọng vàng xuống, như là cái chân tóc sẽ có màu đen, đúng không? Đấy, thì ở đây chúng ta có hai trường hợp này. Em Lan này thì là không nhuộm tóc nên là tóc màu đen là hợp với mẹ lý. Em này là sẽ là nhuộm tóc vàng và sau một thời gian bị nhốt ở đây thì tóc của em đã màu đen rồi. Đấy, thì chúng ta có thể loại trừ em này, loại trừ em Trâm này ngay lập tức. Bởi vì là nếu như em ấy thật sự là một người
mà cầm đầu ấy thì em ấy sẽ có thể đi nhuộm lại tóc và không cần phải để cái tóc đen như thế này. Em Yến cũng tóc vàng nhưng mà tóc của em ấy thì lại lại không có, và cái đoạn ở dưới này nó giống như là kiểu mà này, anh em để ý nhá. Thôi, tóc em này thì trông có vẻ hơi bẩn bẩn nhưng mà tóc em Lan này trông rất là kiểu óng mượt đúng không? Được ép tóc các thứ các thứ. Cũng có thể em Yến này cũng đi nhuộm tóc vàng. Nhưng mà vì em Yến là kẻ cầm đầu nên em có thể đi nhuộm tóc và nên là nó không bị cái bị đen đen ở giữa ấy. Đấy. Nhưng mà nói thật thì cái khả năng như vậy thì cũng không cao. Tại vì sao? Tại vì là nếu như là ở bên nước ngoài đúng không? Ở bên nước ngoài thì có rất là nhiều người có tóc màu vàng mà đúng không? Có nhiều người có tóc màu vàng nên là có thể là em này là tóc tự nhiên nó đã màu vàng rồi. Câu này không chắc chắn, câu này mình không 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 dám khẳng định nhá. Mình chỉ có thể là em Yến thôi. Tại vì mình đã nghĩ quá nhiều phương án rồi nhưng mà không có cái nào hợp lý hơn nữa. Có thể là em Yến nhá, mình không dám chắc chắn câu này. Thế tính ra thằng cảnh sát này cũng sướng đấy nhỉ, đi bắt xong rồi bắt được cả ba em sinh non. Rồi, chú ý đến mái tóc à? À, mái tóc và lời khai. Không biết là có đúng hay không, mình hên xui lắm thì mình tự nhiên đi dựa vào màu tóc nó hơi buồn cười. Yến, Trâm, Lan. Ồ, Yến thật nè. Yến làm sao? Để xem giải thích nào, để xem giải thích nhá. Mình quan trọng là cái giải thích em ạ. Manh mối ở đây chính là mái tóc của bao cái. Ta có thể thấy Yến và Trâm có nhuộm tóc, còn Lan thì không. Anh em có thể nói đây là người nước ngoài nhưng mà chúng ta hãy tưởng tượng đây là người Việt Nam đi, tại vì tên là tên Việt Nam. Tóc của chúng ta một tháng thể dài thêm 2 cm. Nếu bạn nhuộm tóc vàng thì phần tóc dài thêm sẽ là tóc đen. À, cái này thì mình vừa nói rồi. Ta thấy ở Lan không có nhuộm tóc nên ta sẽ loại cô gái này đầu tiên. Lan cà phê thì chắc chắn là không rồi. Tiếp theo ta thấy Trâm có nhuộm tóc và khai mình đã bị nhuộm 2 tháng, vậy tóc của ấy sẽ dài thêm 4 cm. Ok. Và bạn có thể thấy phần tóc đen mọc dài thêm trên mái tóc của cô gái này, mình chứng tỏ cô ấy nói thật. Ồ, đúng vậy các bạn ạ. Đúng vậy. Rồi, riêng đối với Yến, cô ấy nói mình đã bị nhốt 1 tháng, vậy thì ít nhất tóc của cô ta cũng phải dài thêm 2 cm. Nhưng chúng ta hoàn toàn không thấy phần tóc đen 2 cm mọc dài ra thêm trên mái tóc của cô ấy. Tức là cô ta vừa mới nhuộm tóc cách đây không lâu nên tóc chưa mọc kịp, điều đó nói là cô ta đang nói dối. Hợp lý, cũng hợp lý nha. Cô đã bị bắt. Rồi, ok, tạm dừng ở đây thì sẽ có như anh em bảo là có thể là con đấy tóc vàng ngay từ đầu đúng không? Nhưng mà vì đây là chúng ta có tên là tên của người Việt Nam nên là anh em hãy coi ba cô gái này là người Việt Nam, nên là cái giả thuyết ở trong vụ án này nó mới đúng được. Ba vụ án bí ẩn thử tài rồi. Ôi trà đá này, vụ án nào hoặc là vụ án mùa đông em ạ. Liệu bạn có thể giải hết tất cả vụ án này hay không? Căng đấy. Câu trả lời đã đợi bạn phía trước. Vụ án số 1, vụ án trà đá 2.000 một cốc. Có hai cô gái đến một quán cà phê vì khát nước nên vì khá là khát nước nên cả hai đã kêu trà đá để uống. Chả hiểu sao đi vào quán cà phê lại đi gọi trà đá. Hài và lời. Rồi sao tiếp đây? Cô áo đỏ uống rất nhanh, trong thời gian cô áo xanh uống xong 1 cốc thì cô áo đỏ đã uống đến 5 cốc. Dị vãi lìn. Rồi ok. Uống đến 5 cốc luôn rồi. Căng nhở. Rồi sao đây? Sau đó cô áo xanh ngất đi và chết. Cô áo đỏ thì vẫn sống. Lúc cảnh sát kiểm tra thì tất cả ly trà đều có độc. Vậy tại sao cô áo đỏ là người uống nhiều trà hơn mà vẫn sống, trong khi cô áo xanh lại chết? Người ta gọi là xanh thôi, đỏ quên đi. Tại vì em bị mặc áo xanh nên chết đấy bạn. Uống đến 5 cốc rồi mà vẫn không chết. Rồi và bây giờ chúng ta hãy cùng lật lại một chút này. Đầu tiên là đây đây đây, đầu tiên là chúng ta lật lại đoạn này đi. Vụ án số 1, vụ án trà đá. Đây, hai con ML này đều vào
quán trà đá để uống đúng không? Trà đá thì sẽ gồm hai thành phần là trà và đá. À, thế thì có thể là mình đã biết rồi. Đầu tiên ấy, đá nó sẽ tan theo thời gian. Nên là vì con áo đỏ nó uống nhanh hơn, đá nó chưa kịp tan ra, gọi là nói đúng hơn là chất độc trong đá nó chưa kịp phát tán ra nước, thì con áo đỏ nó đã uống xong cốc nước rồi, nên là có thể là nó sẽ không bị trúng độc. Đấy. Còn con áo xanh kia uống rất là lâu, nên là đá nó đã tan 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 ra và nó ngấm vào trong nước nên là uống nó sẽ chết. À, vậy tức là độc nó sẽ nằm ở trong đá hoặc là nằm ở trong cái tại vì trà đá thì nó cũng hay có một cái túi trà bên trong ấy. Đấy. Nhưng mà để mà nhét được mà độc vào trong mấy cục đá đấy thì cũng hơi khó. Nhưng mà bây giờ mà nhưng nói chung là bây giờ công nghệ thì nó cũng phát triển, hóa học nó cũng phát triển rồi, nên là mấy cái vụ đấy thì chắc cũng có, nhưng mà cũng hơi điêu. Nếu như mà để giải thích thì chắc chỉ có mỗi cái phương án đấy thôi, nhưng mà chỉ có mỗi cái cách là tức là độc ở trong đá đấy, cái con uống nhanh thì đá nó chưa kịp tan nên là chưa chết, còn đâu con kia ngâm tôm lâu nên là đá nó tan rồi và nó chết. À, đây là mấy viên đá màu vàng vàng này đúng không, có thể như thế. Ok thì chúng ta cùng thử xem như nào nhé. Rồi cùng xem nào, sau đây là câu trả lời. Vì chất độc nằm trong đá ở cốc. Cô đỏ uống nước quá nhanh, đá trước kịp tan chảy, cô đã uống hết trà. Nhưng mà em công nhận mình không? Mặc dù đoán nó có vẻ là đúng đấy, nhưng mà mình cứ thấy nó hơi đúng điêu. Làm thì quái này mà một viên đá có thể có độc được nhỉ? Hơi buồn cười đấy, cái này hơi dị, cái này hơi bốc phét quá. Ok, vậy thì sang vụ án tiếp theo nè. Vụ án số 2, vụ án nhà hóa học. Và một ngày nọ, có 5 người đến tham quan nơi làm việc của một nhà hóa học nổi tiếng. Rồi, pop này. Ôi, quảng chó rồi. Ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện nhà hóa học đã chết. Đối tượng tình nghi là 5 người hôm trước. Ok. Ôi, Pop, bây giờ mình là thằng Pop là thằng này rồi. Cảnh sát tìm thấy mảnh giấy tố cáo hung thủ của nhà hóa học. Ghi đây, 26358 28275716. Rồi ghi một mã số bí ẩn, lại dính đến số siếc là lại khó ở đấy. Sau khi xem mảnh giấy, vị cảnh sát liền nói: mình đã biết được hung thủ thật sự là ai. Mẹ, có lẽ là Conan à? Con này nó đỉnh hơn cả Conan ấy. Nó đọc mấy cái số nhảm nhí đấy mà nó có thể biết được ai là hung thủ. Giỏi. Thôi xem tiếp nhé, để xem là nói gì. Vậy theo bạn thì mật mã bí ẩn đó có ý nghĩa gì? Ai chính là hung thủ? Là mình đã có cái hướng để giải vụ án này rồi, tại vì đây là một nhà hóa học. Vậy thì có thể là những cái con số ở trong cái bảng này này nó sẽ có liên quan đến một cái gì nhỉ? Có thể là một cái thành tố hóa học nào đó đúng không? Ví dụ như sắt là cái Fe là cái gì 26 đúng không? Kiểu mình không nhớ rõ lắm đâu, tại vì mình ngu hóa lắm, mình được có một hay hai điểm hóa thôi. Nhưng mà tức là cái gì nhỉ? Cái bảng hóa học đúng không? Thì có thể là cái này. Đây, lên tra luôn cho anh em xem này. Đây nhá. Sorry anh em nếu như mà anh em không không nhìn rõ đoạn này, đây đây mình sẽ cho lên đoạn này nhá. Đây chúng ta cùng xem là đầu tiên là chúng ta có con số là 26. 26 là Fe là sắt đúng không? À, mình vẫn nhớ Fe là 26 là sắt nhá. Vậy là chúng ta có thể tìm được ngay một thằng đầu tiên này, 26 là Fe là thằng nào? Thằng nào có chữ Fe? Thằng nào có tên Fe ở trong số 5 thằng này đâu? Fe. Đây, đầu tiên chắc chắn là thằng Felike. Chắc chắn là thằng Felike, là chả cần phải tìm thêm. Đây số 3 đấy. Số 3 bảng tuần hoàn đấy. Ly đúng không? Vụ án là dễ. Đây, và chúng ta đã có được hai hung thủ, đó chính là Felike và Nicholas. Cái này thì dễ đúng không? Anh em chắc là cũng nghĩ ra ngay như mình thôi. Rồi, cái này thì chúng ta sẽ xem hung thủ là ai nào. Mình nghĩ là mình đúng thôi, tại vì chỉ có những con số đấy nó liên quan đến bảng tuần hoàn hóa học. Chấm hết.
sẽ là hai thằng này nhá, Felike và Nicolas. Nhưng mà cũng đỉnh đấy nhỉ, trước khi mà thằng mặt lờ giáo sư chết nó vẫn còn viết ra được, giỏi đấy. Vì nạn nhân là nháo học, vậy nên bảo tuần hoàn hoặc đấy, chuẩn mẹ luôn. Số trên mảnh giấy chính là số hiệu nguyên tử của nguyên tố trên bảng tuần hoàn học. Rồi, chỉ cần ghép nguyên tố này lại theo vật mã trên mảnh giấy, chúng ta sẽ tìm được phung thủ. Đấy, Felike. Ô, còn 58 này. Cradium, Carium, Lithium, Iron, sắt, Fe26. Mình vẫn nhớ được cái sắt là 26 ấy. Nicolas, rồi. Chuẩn mẹ luôn, cái này thì không thể sai được, mình tự tin lắm. Còng tay chúng nó vào, về quất và đít. Sau đây là vụ án số 3. Vụ án số 3, vụ án mùa đông. Mùa đông năm ấy, à thằng này lại chết này, mẹ khổ thế nhỉ, bị giết liên tục các bạn. Vào một mùa đông lạnh lẽo, có một người đàn ông chết trong ngôi nhà của mình vào hôm thứ sáu. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ gọi tất cả các đối tượng tình nghi trong gia đình để thẩm du. Rồi, để thẩm vấn đấy các bạn. Ok. Rồi, thằng nhóc, con vợ, giúp việc và ông quản gia. Cảnh sát hỏi từng người đã làm gì vào ngày hôm đó, từng thành viên lần lượt trả lời. Người vợ nói lúc đó tôi đang nấu ăn. Ok. Cô giúp việc thì nói lúc đó tôi đang dọn phòng. Ok luôn. Quản gia nói lúc đó ông đang dọn sạch hồ nước. Ok luôn. Đứa con thì nói là đang xem TV. Có vẻ như mình biết là ai vậy. Không lãng phí thêm thời gian nữa, vị cảnh sát lập tức bắt hung thủ đã giết người. Rồi, dừng đây luôn đi cho nhanh. Quay lại một tí này. Vào một mùa đông lạnh lẽo, có một người đàn ông chết trong ngôi nhà của mình vào hôm thứ sáu. Lạnh lẽo nhé. Mùa đông lạnh lẽo này. Đúng rồi, chúng ta sẽ tua đến ông quản gia luôn này. Mình là mình tình nghi thằng quản gia này. Tại vì sao? Quản gia nói là lúc đó ông đang dọn sạch hồ nước. Mùa đông thì nếu như ở nước ngoài ấy, thì thường là cái bể bơi nó sẽ hút cạn. Đấy, và sẽ chả ai tự nhiên đi dọn hồ bơi mùa đông làm gì cả. Tại vì nó không sử dụng. Nên là khi mà thường thì vào mùa hè họ sẽ bắt đầu dọn bể bơi hơn. Tại vì lúc đó họ sẽ bơi nhiều. Nên họ mới bắt đầu dọn, chứ mùa đông thì dọn làm gì, rồi để nó lại bẩn à, đúng không? Sẽ chả ai đi làm cái đấy cả. Nó hơi buồn cười. Đấy, còn thằng nhóc thì đang bảo xem TV, lạnh thì ngồi xem TV là đúng. Còn bà giúp việc dọn phòng thì cũng đúng. Bà vợ nấu ăn thì cũng đúng, chả có gì sai cả, mùa đông thì vẫn phải ăn thôi đúng không? Đấy, và đáp án cuối cùng của mình là thằng mặt lờ quản gia. Chúng ta cùng xem nhé. Sau đây là câu trả lời. Quá là easy các bạn. Riêng câu này đừng bao giờ đố mình với cái kiểu này đó. Dễ quá. Vào mùa đông nước trong hồ sẽ đóng băng, vậy làm sao ta? Rồi, có thể đóng băng đi mà nói thẳng ra là mùa đông cũng chả ai dùng bể bơi làm gì cả, đúng không? Còng chim đó. Thì video này mình chắc sẽ dừng ở đây. Và nếu anh em thấy thích nó thì quên là hãy nhấn like cho mình nhé. Và hãy nhấn cả đăng ký kênh nhé. Và nếu như anh em có video nào vui vui và hài hài thì đừng quên là gửi mail cho mình, hoặc là inbox vào page cho mình, hoặc là có thể comment ở bên dưới cái video này luôn, để mình sẽ thực hiện cái chủ đề là hôm nay xem gì, hoặc là thử cách cấm cười đó. Chúng ta sẽ đổi mới một chút. Tại vì gần đây mình đang chơi cô hầu gái hơi nhiều và mình cảm thấy anh em hơi bị ngấy. Đó. Thì nhờ cả với anh em nhé, hãy giúp mình nếu như anh em thấy cái video nó hay. Được rồi. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.